Dạ chào anh Phỏng ở Lào Cai nha. Anh mua sản phẩm cục nguồn Yamaha Zin mới đã qua sử dụng mà còn rất là mới ở nhà cụ Trần Liêm, thì Trần Liêm bán cho anh là 600 ngàn miễn phí ship cho anh ha. Thì giờ Trần Liêm sẽ thử vào cái cây đàn S650 nè. Đây là cục nguồn Zin nha. Đề nguồn Zin này là Zin đời mới nè, còn cái cục mà bản to đó là nó thuộc đời cũ rồi, cho dù giờ bán cho anh thì về anh xài cũng sẽ không ổn định nè ha. Cái cục to to nó vuông vuông nè, còn cái cục nhỏ này là đàn đời mới đang xài cho những cái dòng đàn ở 970, 975 rồi đó. Thì giờ Trần Liêm sẽ cắm điện vô nha. S650 ha, đây là y chang cái đàn ở hội thánh của anh luôn nè. Đây S650 cắm điện vô rồi, mở nguồn lên nè đó, thấy không, lên nguồn phà phà luôn nha. Tốt hết nha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành đóng gói để gửi cho anh, thì từ 3 đến 5 ngày anh nhận được hàng. À, ở Lào Cai thì chắc lâu hơn nha, khoảng 7 đến 8 ngày nha anh.